Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết. Xin chào chị Hồng Giao, thời tiết những ngày cuối tuần ở đồng bằng sông Cửu Long có mưa nhiều không chị? Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Dịp cuối tuần này, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ được dự báo là ít mưa. Nhưng ngày hôm nay, diện mưa ở một vài nơi, tức là chỉ khoảng 1/3 diện tích khu vực, và lượng mưa hầu hết là đều dưới 25mm, rất ít điểm có lượng mưa cao hơn. Thời gian mưa lại chủ yếu xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối, còn khoảng thời gian dài trước 4 giờ chiều thì trời có nắng, tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất tại các nơi như Biên Hòa, Đồng Phú, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh 34 độ, còn các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Trời tuy hơi nóng vào trưa chiều, nhưng mà thời tiết này thì lại rất phù hợp để đi du lịch miệt vườn hay là leo núi. Núi Cấm được mệnh danh là nóc nhà của miền Tây thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngoài nét đẹp về tâm linh thì đây còn là điểm đến để thưởng thức vẻ đẹp bạt ngàn của hoa cỏ dại, săn mây, ngắm bình minh và chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ hoang sơ của núi rừng. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo chiều nay là trời sẽ có mưa vài nơi, trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày 33 độ, đi lâu ngoài nắng thì quý vị sẽ thấy nóng. Tại thành phố Phú Quốc, dự báo là chiều tối nay sẽ xuất hiện mưa dông rải rác, cần đề phòng về gió giật mạnh, trời mát với mức nhiệt cao nhất trong ngày 31 độ, đến tối và đêm trời tạnh ráo. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, dự báo là có mưa dông rải rác, cần đề phòng về lốc xoáy và gió giật mạnh. Với vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau, dự báo là có mưa vài nơi, gió ở đây là cấp 5.